Xin chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết, karate có nguồn gốc của lịch sử từ Okinawa, Nhật Bản. Tuy nhiên, những cái trường phái nào là trường phái đầu tiên hình thành nên karate hiện đại? Chúng ta hãy cùng khám phá và tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử của karate với Kai Challenger. Surite là tên của một loại hình võ thuật đặc biệt được phát triển ở Suri, cố đô Okinawa. Một trong những bậc thầy đầu tiên của Okinawa, Tode Sakugawa, được coi là một trong những người đưa võ thuật Trung Quốc đến Okinawa, đặc biệt là Suri, nơi ông bắt đầu phát triển phong cách võ thuật Surite của Okinawa. Sakugawa cùng một học sinh tên là Shokon Matsumura, người đã lần lượt dạy Anko Itosu, người sau đó trở thành một võ sư và giáo viên vĩ đại vào thế kỷ 19, người đã giới thiệu môn tập luyện Tode vào hệ thống trường học của Okinawa. Đóng góp của Anko Itosu cho Tode là sự nhấn mạnh hệ thống các bài quyền kata và ứng dụng thực tế của nó, được gọi là Bunkai. Nhiều môn đồ của Anko Itosu đã trở thành những nhân vật quan trọng trong sự phát triển ban đầu của karate, trong đó Gichin Funakoshi, người sau đó chuyển đến Nhật Bản và thành lập hệ phái Shotokan Karate, và Kenoa Mabuni, sáng lập Surite, cũng chuyển đến Nhật Bản và thành lập Shitoryu Karate. Các phong cách kế thừa cho Surite bao gồm Shotokan Ryu, Shotokai, Odo Ryu, Shito Ryu, Mutobun Ryu, Suri Ryu, Shorin Ryu, Shudokan và Keishinkan. Những bậc thầy quan trọng của Okinawa của Surite bao gồm có Sakugawa Kanga, Matsumura Shokon, Itosu Anko, Asato Anko, Choyu Motobu, Motobu Choki, Yabu Kensu, Chomo Hasashiro, Funakoshi Gichin, Kian Chotoku, Chibana Choshin, Mabuna Kenwa, Toyoma Kanken và Tatsu. Naate là tên của một loại hình võ thuật đặc biệt được phát triển ở thị trấn cảng Naha, thủ đô hiện đại của Okinawa. Người được ghi nhận cho sự phát triển ban đầu của Naate là Kanryo Higauna, sinh năm 1853 và mất năm 1915. Môn đồ xuất sắc nhất của Kanryo Higauna là Choyun Miyagi, sinh năm 1888 và mất năm 1953, người sáng lập hệ phái Goju-ryu, lấy từ bút Bishi có nghĩa là cứng và mềm. Và người thứ hai là Kenwa Mabuni, sinh năm 1889 và mất năm 1952, người sáng lập hệ phái Shitoryu. Shitoryu thực sự không có bản dịch, nhưng hai chữ tượng hình đầu tiên là từ ghép của hai vị võ sư đã dạy mình là Itosu, viết tắt là Shi, và Higauna, viết tắt là To. Choyun Miyagi trở thành đệ tử của Kanryo Higauna, là người sáng lập phong cách Naate. Khi ông 14 tuổi, ông đã trải qua quá trình tập luyện khổ hạnh khắc nghiệt, và năm 1915, ông đã đến tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc để hoàn thiện các kỹ năng của mình trong võ thuật. Ông cũng là đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về các chiến binh Trung Quốc. Kết quả là ông ấy đã có thể tiếp quản để tổ chức các kỹ thuật karate và các nguyên tắc của võ thuật mà ông đã được dạy. Ông củng cố karate hiện đại kết hợp các yếu tố hiệu quả của cả điển kinh và võ thuật, bên cạnh các nguyên tắc của lý trí và khoa học. Tomarite đề cập đến một truyền thống về võ thuật bắt nguồn từ làng Tomari, Okinawa, dựa trên phong cách chiến đấu tay không ngầm có nguồn gốc từ Okinawa. Tomarite đã phát sinh phần lớn nhờ ảnh hưởng của các nhà ngoại giao Trung Quốc và các nhân vật khác có kỹ năng ở quan pha như Wang Ji, Anan và Ason vào cuối thế kỷ 17. Cùng với Naate và Surite, Tomarite thuộc một hệ thống võ thuật gia truyền được định nghĩa chung là Tode Jutsu hoặc Tode. Tomarite không phải là một võ đường hay một hệ phái,
là nơi bảo tồn truyền thống võ thuật Todejutsu của Okinawa. Trong hiệp hội Shoreijikan, Tomarite có nguồn gốc từ gia đình Oyadomari Nakayama Seikichi, và gần đây nó đã được thành lập Genminami Hankyo Okinawa Tomarite Kokai để bảo tồn Nakayamaha. Các bậc thầy Tomarite nổi tiếng nhất là Kosaku Matsumura sinh năm 1829, mất năm 1898, Kokan Oyadomari sinh năm 1827, mất năm 1905, Gikei Yamayato sinh năm 1835, mất năm 1905, Choki Motobu sinh năm 1870 và mất năm 1944. Họ cũng là đệ tử của võ sư Anan đến từ Trung Quốc. Và võ sư Anan còn có tên gọi là Anan và Ason, một vị trung sĩ Trung Quốc. Theo truyền thuyết kể lại Tomarite, Anan là một người bị đắm tàu từ một vụ đắm tàu ở bờ biển Okinawa. Là một tên cướp biển, anh ta đã trú ẩn trong những nghĩa trang của những ngọn núi ở Tomari, bắt đầu sống trong một hang động. Một truyền thuyết nói rằng đây là bậc thầy đã dạy kata Chinto cho Shokon Matsumura. Matsumura và Oyadomari cũng là đệ tử của hai bậc thầy địa phương Shio Teruya sinh năm 1804, mất năm 1864, và Giko Oku sinh năm 1800, mất năm 1850. Từ Teruya, họ đã được học các bài quyền Patsai, Rohai và Wansu, và với Oku the Kata Naifanchi. Theo Soshin Nagamine, Teruya được Matsumura coi là người thầy thực sự của mình. Matsumura cũng là một chuyên gia về Jiu-Jitsu. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá trình hình thành và phát triển của Karate. Để khám phá nhiều hơn về Karate, hãy đăng ký kênh Khách Chơi Lên Chào và hẹn gặp lại.